rồi. À, nó bị bao lâu rồi? 4 tháng. 4 tháng rồi mà hiện ban đầu nó đau rồi sao? Ban đầu là nó đau ở dưới bàn chân này. Rồi. Chân thì chân rồi hả? Bên đây. À, rồi. Nhưng mà bây giờ là nó sưng ở dưới là nó đau. Đau ở đây. Rồi, đau đây không có đau ở đây không? Bên đây cũng có nhưng mà đấy, nhưng mà đau ở dưới là bên đó. Dạ. Rồi. Thì nặng là cái cổ rồi. Rồi có sưng lên đây sưng nè. Dạ. À. Rồi, điều trị sao rồi? Dạ, uống thuốc tây. Thuốc tây uống gì? Biết không? Rồi cho uống không biết gì, chỉ uống vô thấy ăn ngon, ngủ ngon là mập lên đúng không? Không mập. Mà hồi đó em chưa bệnh lại 80 kg. Bệnh lại xuống còn lại. À, vậy là không sao. Rồi điều trị rồi không thêm hết. Dạ không, em đi nhiều chỗ lắm rồi. À, rồi nhà đâu mà nhiều chỗ? Nhà Bình Chánh. À, Bình Chánh lên đây hả? Ok. Rồi bây giờ thì hiện tại là cái khó chịu nhất là cổ. Dạ, hiện tại cổ với hai cái tay. Cái lưng. Ừ. Cái này thì đi không được. Rồi. Đi thử. Đi thử coi đi không được gì. À, đi vòng chậm vậy đó. Dạ. À, đi nhiều nó đau cái gối đúng không? Dạ, đứng nhiều thì nó đau. À, đứng nhiều nó đau. Dạ. Ok. Rồi đi lại đây đi. Rồi hai cái đầu gối có nóng lên không? Dạ nóng. Nóng nóng cái thằng xương này. Đúng rồi. Nóng cái gì? Nóng. Sờ vào nóng. Cái cục này nó có lúc nó chạy tới hiểu rồi. Có chạy hiểu rồi. À, cái trường hợp này là do tắc cái van tĩnh mạch. Và nó bị viêm. Viêm cái tĩnh mạch này. Cô này bị viêm tĩnh mạch cho nên cô đi không được là do cái viêm tĩnh mạch, không phải do việc được có cái tập đâu. À, thành ra là ở bên đây ở đây á, thì mình mấy ngày nay có nhịn ăn hết không khí nhỉ? Dạ có. Làm điều không? Dạ. Mà nhịn ăn quyết liệt nha. Dạ. Tại vì cái bệnh của cô á là chỉ có cái cách giải quyết là nhịn ăn hết không khí rồi chườm đá, nhưng mà đá thì không chườm trực tiếp đó. Thì cô có thể lấy miếng đá, cục đá lạnh á, bỏ vô trong cái túi ni lông. Rồi cái là đắp mấy chỗ này bị nó căng cứng lên hết rồi. Máu nó trương, nó căng đó mà. Nhưng mà hốt không khí cho nhiều. Rồi sau đó là ở đây có mấy cái bài tập mà để mà đẩy mấy cái mạch máu đó. Dạ, dạ. Thì nó sẽ giải quyết cho thì từ từ. Nhưng mà cái cơ bản chứ là nhịn ăn hốt không khí cho đá. Dạ. Thì nó mới khỏi được. Dạ. À, còn cái chân cứng là tối bây giờ bạn dạ. Hồi nãy là giật cái tay chống mặt hả? Dạ. Mà trước đây cũng giờ hai bị chống mặt gì đúng không? Dạ. Không bị à? Mà nãy cái người gần có nghe nặng lắm không? Mạnh không? Nè. Không mạnh hả? Rồi về. À lỏng ra. Chọn cái mặt luôn. Nhưng mà đã lên này. Đã không? Đã. Đã nhưng mà đã. Đã nhưng mà đã. Đã nhưng mà đã. Nghe nó dễ chịu ha. Đấy. Rồi. Quay qua đây đi. Đó, vậy đó. À, ơi. Ráng nhịn ăn như cô nương. Còn đĩa lắm. Kinh khủng khiếp. Sao rồi? Sướng. 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 Nghe sướng. Sao? Ông không tự.
Bây giờ là mọi chuyện là bình yên rồi đó. Bây giờ đi tới lui là ngon lành rồi đó. Về đi đi. Bây giờ không còn bệ nệ như nãy đâu. Đẹp rồi. Đi mạnh lên. Thấy chưa? Ôi trời ơi. Nào hả? Đi lên. Đi lên. Nè nè nè. Đến tập. Đi nhìn trước. Nhìn trước ngẩng đầu lên. Bị dễ mà cúi xuống á. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Trời. Rồi. Muốn chết rồi, bây giờ em chạy đi. Ok, hấp, chạy lên, nhảy lên. Ôi trời ơi. Trời ơi, đã chưa? Ok, tôi tiếp. Em nhẹ hẳn luôn, cổ hết luôn. Cổ nhẹ. Cười tươi, hình như lúc trước nhìn em chán đời lắm đúng không? Đúng rồi, tới đây là chưa tới đây là em chỉ muốn chết thôi á. Chán. Chán đời muốn tự tử luôn ha. Mà hôm đầu đến nhìn tội lắm à, nhăn. Mà sao thì chị chứng kiến thấy sao? Nãy nhìn thấy quả chè, bây giờ thấy mùa xuân đã tới rồi. Tươi như hoa rồi. Tươi như hoa. Đã quá. Rồi đây là lớp. Cảnh lớp đó. Tươi rồi, cười. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cười tươi lắm rồi đó. Về phải giữ đúng cái liệu trình của thầy. Em phải tiếp tục nghỉ ăn nhé. Nghỉ ăn chiềm đá nhé. Để còn phải chữa tiếp cái tắc van tĩnh mạch nữa đó. Tắc van tĩnh mạch mình sẽ học ngày mai ngày mốt đó. Ngày thứ 6 là buổi cuối. Mình sẽ học tiếp nhé. Cười, cười xinh.